Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình. Ngồi tiếp ghế tổng nhiệm kỳ từ. Vì sao tổng trọng ăn ốc, nhưng tô chủ tịch là kẻ đổ vỏ. Tổng trọng một người bị đánh giá là có tham vọng quyền lực rất lớn, bởi ông trọng đã ngồi y trên chiếc ghế người là đứng đầu đảng đã ba nhiệm kỳ. Song ông trọng lại coi các lãnh đạo trong đảng những người có tham vọng thăng tiến quyền lực là những kẻ suy thoái và tham vọng quyền lực là đối tượng kiên quyết không đưa vào nhân sự ban chấp hành trung ương và đây là hình tân chủ tịch nước tô lâm trong tình thế tình ngay lý giang những bất thường trong việc bầu bổ nhiệm chức chủ tịch nước cũng như miễn nhiệm chức bộ trưởng công an đối với tô lâm mới đây đã khiến cho một số nhà phân tích tin rằng một kế hoạch được cho là do tổng bí thư trọng chỉ đạo bộ quốc phòng và tổng cục tình báo quân đội tạo dựng hồ sơ giả về một kế hoạch đảo chính không tiếng súng của bộ trưởng tô lâm với mục đích thu hồi quyền lực của bộ trưởng bộ công an để nhốt vào trong lòng các cuộc điều tra của Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Tô Lâm đã khiến các nhân vật cấp cao, những ứng viên tiềm năng cho ghế tổng bí thư tại Đại hội 14 là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai bị mất chức. Không chỉ dư luận Việt Nam mà cả giới quan sát quốc tế như giáo sư Abuja, chuyên gia nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Hoa Kỳ từng nhận định rằng ông Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị của mình và trong công cuộc đốt lò ở Việt Nam ông Tô Lâm là người chiến thắng. Phải chăng đó là lý do vì sao ngày 4 tháng 5, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô bất ngờ thanh minh khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí Thư về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo. Tổng Bí Thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vẫn theo Trung tướng Sô, Tổng Bí Thư còn yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này cho thấy Bộ Công an của Tô Đại Tướng đang cố gắng chứng minh với công luận rằng những xáo trộm lớn trong nội bộ đảng gần đây đều làm theo chỉ đạo của Tổng Bí Thư và không có chuyện mưu toan tranh quyền độc vị với Tổng Trọng. Và đây là hình Tổng Trọng không giấu diếm tham vọng tiếp tục là Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ tư. Nhà phân tích Nguyễn Anh Tuấn và một số nhà quan sát cho rằng những diễn biến vô tiền khoáng hậu đang xảy ra nằm trong âm mưu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm bằng việc loại bỏ những đối thủ tiềm năng để rồi sau đó chiếm lấy chiếc ghế tổng bí thư siêu quyền lực vào đại hội 14. Giả thuyết trên dù nghe rất hấp dẫn, song thiếu những căn cứ vững chắc. Chẳng những không phải là đạo diễn, Bộ trưởng Tô Lâm còn có thể bị buộc phải thủ vai chính vào hồi sau cùng. Bài viết nhiệm kỳ thứ tư của ông Trọng và số phận ông Tô Lâm của nhà quan sát chính trị Nguyễn Anh Tuấn đã đưa ra một số bình luận đáng chú ý như sau. Theo ông Tuấn, có ý kiến cho rằng chính ông Trọng mới là đạo diễn cho toàn bộ vở kịch nhiều tập này. Dù được che chắn kín đáo, song vì ông Trọng là chủ mưu giấu mặt, vẫn để lại những dấu vết tại Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm ngoái. Đó là những vụ thanh trừng này có mùi của Tổng cục 2 rất rõ với chức năng làm công tác do thám và nắm hồ sơ cán bộ lãnh đạo chiến lược. Tổng cục 2 hẳn không lạ gì vì các quan chức cấp cao tham nhũng. Vì sao những sai phạm không được đưa ra từ sớm để ngăn chặn những nhân sự này thăng tiến ngay từ đầu mà lại để đến tận 13 năm sau trong trường hợp ông Thưởng hay cũng cả chục năm sau như trường hợp ông Huệ? Câu trả lời đơn giản là vì người nắm quyền tối cao tổng trọng muốn như vậy. Hồ sơ đen lúc nào cũng được tổng cục 2 để sẵn, chỉ cần được bật đèn xanh là sẽ tung ra. Và ai có quyền bật đèn xanh ngoài tổng bí thư? Và đây là hình tổng trọng tin vào hậu thuẫn của mình. Sau những xáo trộn chưa từng có tiền lệ trong nội bộ Đảng vừa qua, lúc này Đảng cần một con dê tế thần để xây lại tình đoàn kết trong nội bộ. Và thế là ông Tô Lâm đã bị họ gài bằng truyền thông để trong mắt dư luận trong và ngoài Đảng, ông trở thành một kẻ vì tham vọng quyền lực cá nhân mà thanh trừng đồng chí. Bởi vậy, có thể cho rằng việc ông Huệ, ông Thưởng và ông Phúc bị loại và khả năng tiếp theo sẽ là ông Tô Lâm nhằm mở đường cho nhiệm kỳ thứ tư của ông Trọng như vậy, ông trọng sẽ thẳng nhiên bước vào nhiệm kỳ thứ tư, không phải với tư cách của một kẻ tham quyền cố vị, mà là trong tư cách vị cứu tinh của Đảng. Bằng cách này, ông trọng sẽ đạt được mục tiêu tối hậu là cầm quyền suốt đời mà không bị điều tiếng tham quyền cố vị từ cả dư luận trong Đảng lẫn ngoài Đảng và cả dư luận quốc tế. Điều duy nhất mà ông ái ngại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Ngồi tiếp nhiệm kỳ tổng bí thư thứ tư vì sao tổng trọng ăn ốc nhưng tô đại là kẻ đổ vỏ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hai vấn đề quan trọng để chống tham nhũng. Ngày 22 tháng 5, blog Lê Quốc Quân trên VW Tiếng Việt bình luận Chính trị Việt Nam lửa cháy leo bàn cờ. Tác giả cho biết, không chỉ trong nước, báo chí quốc tế theo dõi rất sát sao và đưa tin nhiều về những xáo trộn ở chính trường Việt Nam. Tác giả nhận định, công cuộc đốt lò mà ông Trọng khởi xướng chưa kịp làm giảm tham nhũng nhưng đã kịp làm cho bộ máy hành chính tê liệt và sự thiệt hại đã thấy rõ. Dữ liệu thị trường chứng khoán cho thấy Kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi khoảng 2 tỷ đô la chứng khoán. Đồng thời, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính, theo VOA. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả bình luận bàn cờ chính trị Việt Nam rung lắc và các quân cờ thì đang tán loạn, nhưng có vẻ như nó vẫn đảm bảo một sự vững chắc nhất định. Đảng Cộng sản vẫn là người đang sắp đặt các quân cờ và chơi cờ trên đầu dân tộc Việt Nam. Đảng chủ động đứng ngoài sự can thiệp của nhân dân trên mọi phương diện nhưng đang có xu hướng chọn và được chống lưng bằng một phe mới trên thế giới đang hình thành. Tác giả phân tích, bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của nhân dân bị đảng tước đoạt. Đảng cài cắm hơn 97% thành viên của mình trong Quốc hội, công nhiên đặt hiến pháp dưới cương lĩnh đảng, luật pháp dưới đảng quy. Chính vì vậy, đảng có thể chủ động di chuyển, thay đổi những quân cờ bằng cách kỷ luật, buộc thôi việc và khai trừ các cá nhân sai phạm, rồi yêu cầu quốc hội thực hiện những công việc hoàn toàn mang tính thủ tục để hợp thức hóa. Cho nên, tác giả đánh giá, dù đang có những xáo trộn dữ dội ở thượng tầng, thì với trò cầm quyền của đảng hoàn toàn không bị thách thức ở bất cứ khâu nào. Trong suốt hơn 70 năm qua, đảng đã bê tông hóa bàn cờ bằng cách tuyên truyền liên tục về sự vĩ đại vô song và vinh quang rực rỡ song song với việc tuyên truyền là tiến hành nhược hóa nhân dân bằng tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng, làm cho không một tổ chức đối lập nào có thể tập hợp được quần chúng, chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra. Và đây là hình tổng trọng, lãnh đạo tối cao của đảng, người có đủ khả năng để thực hiện cải cách nếu ông muốn. Tác giả đề cập đến chỉ thị mật 24 nhằm đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Chỉ thị này đã trở thành cơ sở cho hàng loạt vụ bắt bớ, về tội trốn thuế đối với những nhà hoạt động môi trường ôn hòa. Tác giả cho rằng tham nhũng là sự tha hóa trong việc sử dụng quyền lực là khuyết tật của quyền lực và là thuộc tính có sẵn gắn liền với quyền lực. Tham nhũng tồn tại suốt chiều dài lịch sử và có mặt ở mọi nơi, mọi quốc gia, bất luận là nó độc tài hay dân chủ. Tham nhũng và phòng chống tham nhũng cũng bắt đầu rất sớm trong lịch sử Việt Nam. Từ thời Lý Lê đã có những luật định, những chế tài xử phạt tội tham nhũng. Để phòng chống được tham nhũng, theo tác giả có hai vấn đề quan trọng nhất. Một là phải xây dựng một mức lương cao đủ sống cho cán bộ công chức, xây dựng được một nền đạo đức công vụ tốt và sự liêm chính của các công chức. Hai là phải xây dựng được hệ thống pháp luật nghiêm minh, các thiết chế độc lập đủ mạnh, trách nhiệm giải trình cao với sự giám sát của xã hội dân sự và báo chí tự do. Vẫn theo tác giả, vì đang làm chủ cuộc chơi, Đảng Cộng sản hoàn toàn có thể thực hiện được những điều trên. Đảng có thể giải tán hoặc biến tất cả những cơ quan đoàn thể đang ăn bám trở thành những tổ chức hoàn toàn dân sự. Đó sẽ là những bước cải tổ đầu tiên, nếu không, lửa vẫn sẽ tiếp tục bùng to làm cháy cả lò, cháy luôn cả bàn cờ tưởng như rất vững chắc mà Đảng đã dày công xây dựng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin hai vấn đề quan trọng để chống tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới